tòa bạch ốc của Joe Biden điên cuồng thúc đẩy Bidenomics bất chấp phản đối từ đảng Dân Chủ. Thẩm phán nghe kiến nghị của Trump bác bỏ vụ kiện bầu cử ở Georgia. Trump tham dự lễ tang của viên cảnh sát NYPD nêu bật tội phạm là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tòa Bạch Ốc của Joe Biden điên cuồng thúc đẩy Bidenomics bất chấp phản đối từ đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc của Joe Biden vẫn kiên trì bảo vệ tính hiệu quả của Bidenomics bất chấp việc các đảng viên đảng Dân Chủ, bao gồm cả chính Tổng thống Joe Biden, giảm sử dụng thuật ngữ này, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự cộng hưởng và tầm quan trọng của nó trong việc định hình chính sách và thông điệp kinh tế. Một báo cáo gần đây của Asia tiết lộ rằng Tổng thống Biden chỉ đề cập đến thuật ngữ Bidenomics một lần trong hai tháng qua, cho thấy mức độ sử dụng thuật ngữ này đã giảm đáng kể so với những tháng trước đây. Báo cáo gợi ý rằng việc Biden sử dụng thuật ngữ duy nhất kể từ ngày 25 tháng 1 là do một truy vấn từ Asia thúc đẩy, cho thấy nỗ lực có chủ ý nhằm tránh xa khẩu hiệu này. Việc giảm sử dụng Bidenomics phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong đảng Dân Chủ với các thành viên nổi bật như hạ nghị sĩ James Lieberman của Nam Carolina rời xa thuật ngữ này sự thay đổi này thể hiện rõ qua tần suất đề cập đến bidenomics của biden và các nhà lãnh đạo đảng dân chủ khác ngày càng giảm báo hiệu khả năng đánh giá lại tính hiệu quả của nó như một thông điệp chính trị bất chấp việc mức độ sử dụng ngày càng giảm biden gần đây đã tăng gấp đôi tính hiệu quả của bidenomics trong một sự kiện ở bắc carolina khẳng định rằng các nhà kinh tế hàng đầu hiện đang đánh giá cao nó tuy nhiên việc các đảng viên đảng dân chủ sử dụng thuật ngữ này một cách thừa thớt cùng với việc Biden thờ ơ nó trong quá khứ, làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy và tác động của nó như một chương trình nghị sự kinh tế. Việc Tòa Bạch Ốc kiên quyết thúc đẩy Bidenomics hoàn toàn trái ngược với mức độ phổ biến ngày càng giảm của nó đối với các đảng viên đảng Dân Chủ và công chúng nói chung. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Michael Kikukawa bảo vệ thành tích kinh tế của Biden, nhấn mạnh những nỗ lực của ông ưu tiên các gia đình trung lưu hơn những nhóm lợi ích đặc biệt và những người giàu có. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc chính quyền tập trung vào Bidenomics không giải quyết được những thách thức kinh tế quan trọng mà quốc gia phải đối mặt, chẳng hạn như lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng. Hơn nữa, việc Biden miễn cưỡng chấp nhận hoàn toàn thuật ngữ này nhấn mạnh mối lo ngại lớn hơn về tính mạch lạc và hiệu quả trong chương trình nghị sự kinh tế của ông. Việc giảm sử dụng Bidenomics phản ánh sự vỡ mộng rộng rãi hơn của các đảng viên Đảng Dân chủ đối với các chính sách kinh tế của Biden đặc biệt khi lạm phát tiếp tục gia tăng và niềm tin của người tiêu dùng suy yếu. Việc Biden không thể truyền đạt một cách hiệu quả tầm nhìn kinh tế của mình đã làm xói mòn sự ủng hộ trong chính đảng của ông, làm phức tạp thêm những nỗ lực nhằm huy động sự ủng hộ của công chúng đối với chương trình nghị sự của ông. Trong khi Tòa Bạch Ốc tìm cách ca ngợi những thành tựu kinh tế của Biden, bao gồm cả đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe, các nhà phê bình cho rằng những sáng kiến này đã không mang lại kết quả có ý nghĩa cho tầng lớp trung lưu Mỹ, sự phụ thuộc của chính quyền vào các khẩu hiệu như Bidenomics dường như ngày càng xa rời thực tế kinh tế mà người dân bình thường phải đối mặt. Hơn nữa, việc Biden thờ ơ với Bidenomics đặt ra câu hỏi về khả năng lãnh đạo và khả năng truyền đạt hiệu quả các ưu tiên chính sách của ông. Với việc các đảng viên Đảng Dân chủ gần như từ bỏ thuật ngữ này và bản thân Biden cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với nó, tòa Bạch Ốc phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Trong việc thuyết phục công chúng về giá trị của chương trình nghị sự kinh tế của mình, khi chính quyền phải vật lộn với những thách thức ngày càng gia tăng trên mặt trận kinh tế, bao gồm áp lực lạm phát và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, việc tiếp tục nhấn mạnh thúc đẩy thuật ngữ Bidenomics dường như đang ngày càng xa rời trải nghiệm sống của các gia đình Mỹ. Thẩm phán nghe kiến nghị của Trump bác bỏ vụ kiện bầu cử ở Georgia. Kính thưa quý vị thân mến, đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump chuẩn bị tranh luận về việc bác bỏ các cáo buộc chống lại ông trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia. Cáo buộc rằng bản cáo trạng tìm cách hình sự hóa các phát biểu và vận động chính trị được bảo vệ. Vụ án cáo buộc Trump và 18 người khác tham gia vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia sẽ được xét xử bởi thẩm phán Scott McCarthy của Tòa án Thượng thẩm quận Fulton vào thứ Năm. Các luật sư của Trump lập luận rằng các cáo buộc chống lại ông vi phạm quy định bảo vệ ngôn luận chính trị của tù chính án thứ nhất, đặc biệt liên quan đến các hành động như nộp giấy chứng nhận đại cử tri của đảng Cộng Hòa, yêu cầu tổ chức các phiên họp lập pháp và tham gia vào các hồ sơ pháp lý liên quan đến thách thức bầu cử. Họ khẳng định rằng những hành động này là không thể thiếu trong diễn ngôn chính trị và không nên bị truy tố hình sự. Vụ án đã phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm cả nỗ lực loại bỏ biện lý quần Fanny Willis vì mối quan hệ của cô với công tố viên đặc biệt Nathan Way. Trong khi McCarthy bác bỏ những nỗ lực trước đó nhằm loại bỏ Willis khỏi vụ án, ông vẫn cho phép các bị cáo yêu cầu tòa phúc thẩm Georgia xem xét lại quyết định của mình. Bản cáo trạng cáo buộc Trump và những người khác vi phạm luật chống gian lận của Georgia và các đạo luật khác nhằm cố gắng lật ngược kết quả bầu cử có lợi cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Bốn cá nhân đã nhận tội, trong khi Trump và các bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên quan điểm vô tội. David Shaver, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia, phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc ông tham gia tổ chức các cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn cho Trump, bất chấp việc bang này đã chứng nhận chiến thắng của Biden. Các luật sư của ông lập luận rằng Schaffer đã hành động hợp pháp và tìm cách loại bỏ một số cụm từ nhất định khỏi bản cáo trạng mà họ cho rằng đó là những kết luận pháp lý mang tính định kiến. Vụ án đã chứng kiến những thất bại trong quá trình truy tố, bao gồm cả việc bác bỏ 6 tội danh khỏi bản cáo trạng do không đủ chi tiết về các tội danh bị cáo buộc. Bất chấp những thách thức này, các công tố viên vẫn ngoan cố quy trách nhiệm cho một cá nhân vô tội và đưa ra hàng loạt lý do bị đặt. Họ kiên quyết cho rằng cựu tổng thống là kẻ phá hoại tính liêm chính của quá trình bầu cử. Khi cuộc chiến pháp lý tiếp tục diễn ra, Trump và các đồng minh vẫn giữ quan điểm rằng vụ việc có động cơ chính trị và nhằm làm mất uy tín nhiệm kỳ tổng thống của ông. Họ cho rằng bản cáo trạng thể hiện sự vi phạm quyền tự do ngôn luận và là một cuộc tấn công phi lý và hoạt động vận động chính trị hợp pháp. Kết quả của phiên điều trần hôm thứ Năm sẽ được theo dõi chặt chẽ, với cả hai bên sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài về tính hợp lệ của các cáo buộc, cũng như những tác động rộng lớn hơn đối với sự giao thoa giữa chính trị và luật pháp. Trong tham dự lễ tang của viên cảnh sát NYPD, nêu bật tội phạm là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đến dự tang lễ của sĩ quan cảnh sát thành phố New York, Jonathan Taylor, người đã thiệt mạng thảm khốc khi đang làm nhiệm vụ. Sự hiện diện của Trump tại chuyến thăm ở ngoại ô Massachusetts nhấn mạnh chiến dịch tranh cử của ông, nhấn mạnh vào việc chống tội phạm và cáo buộc Tổng thống Joe Biden thiếu cứng rắn trong các vấn đề thực thi pháp luật. Sĩ quan Taylor, mới 31 tuổi, đã bị bắn chết khi đang tiếp cận một chiếc ô tô đổ trái phép ở Queens, chuyến thăm của Trump để tỏ lòng kính trọng với lời người đã bỏ lại một người vợ và một đứa con trai một tuổi, phù hợp với lời lên án mạnh mẽ của ông về tội phạm ở các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo và sự ủng hộ của ông nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho việc thực thi luật pháp. Trong khi đó, ông Biden sẽ đến New York để tham gia buổi gây quỹ theo lịch trình với các cựu tổng thống đảng Dân Chủ Bill Clinton và Barack Obama. Sự tương phản rõ rệt giữa cử chỉ đoàn kết của Trump với cơ quan thực thi pháp luật và sự kiện gây quỹ của Biden đã được người dân Hoa Kỳ nêu bật lên mạng xã hội, nhấn mạnh hơn nữa các cách tiếp cận khác nhau về giải quyết tội phạm của cả hai đảng phái. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ để giải quyết tội phạm, bao gồm ủng hộ việc bắn ngay những kẻ trộm đồ và tìm cách bảo vệ các sĩ quan cảnh sát khỏi những hậu quả pháp lý đối với những hành vi sai trái tiềm ẩn. Ông đã chỉ trích chính quyền Biden vì thực tế rằng họ thiếu hành động đối với tội phạm và thể hiện mình là người ủng hộ mạnh mẽ việc thực thi pháp luật. Ngoài việc đến dự tang lễ của Taylor, Trump còn bày tỏ lời chia buồn với gia đình viên sĩ quan này và lên án kẻ xả súng là một tên côn đồ. Ông nhấn mạnh các vụ bắt giữ tương tự những tên tội phạm xả súng trước đó, lập luận rằng những cá nhân như vậy không nên được thả trở lại xã hội, lập lại quan điểm cứng rắn của mình về luật pháp và trật tự. Chuyển viếng thăm của Trump lặp lại những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nơi ông tiếp xúc với gia đình các sĩ quan đã hy sinh và nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo an toàn công cộng. người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông, Caroline Levitt, nhấn mạnh cam kết của Trump trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật và bày tỏ lòng biết ơn về lời mời đến cùng gia đình và đồng nghiệp của Taylor để tang. thời điểm chuyến thăm của Trump trùng với thời điểm gây quỹ của Biden, nhấn mạnh các ưu tiên cạnh tranh giữa hai nhà lãnh đạo về tội phạm và thực thi pháp luật. Trump luôn tìm cách khẳng định mình là người ủng hộ nhiệt thành cho luật pháp và trật tự, trái ngược với sự khoan hồng của chính quyền Joe Biden đối với các vấn đề liên quan đến tội phạm. Sự mất mát bi thảm của sĩ quan Chiller như một lời nhắc nhở buồn bã về những rủi ro mà các nhân viên thực thi pháp luật phải đối mặt trong nhiệm vụ hàng ngày của họ. Sự hiện diện của Trump tại tang lễ phản ánh sự ghi nhận của ông đối với những hy sinh của những người phục vụ để bảo vệ cộng đồng của họ và cam kết hỗ trợ họ khi đất nước phải vật lộn với tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng và những thách thức đối với an toàn công cộng chiến dịch tranh cử của trump tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của sự lãnh đạo mạnh mẽ và hành động quyết đoán để giải quyết những vấn đề này sự tương phản giữa sự tham gia chủ động của trump vào các vấn đề thực thi pháp luật và việc biden được cho là không hành động nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới cũng như các cách tiếp cận khác nhau để đảm bảo an toàn công cộng